Hôm nay TSmobile xin gửi tới quý vị và các bạn bài mở hộp chiếc điện thoại Votoo, một chiếc điện thoại mới nhất vừa được hãng giới thiệu trong thời gian gần đây. Sau đây mình xin mở hộp chiếc điện thoại. Đi kèm chiếc điện thoại gồm có sách hướng dẫn sử dụng, sách rất dày và có khá nhiều các thông tin về sản phẩm cũng như cách hướng dẫn sử dụng, chức năng của các phím bấm trên điện thoại. Còn đây là bên tay phải mình, đây chiếc hộp đựng thân máy của chúng ta. Còn đây là chiếc hộp đựng phụ kiện. Thì phụ kiện đi kèm chiếc điện thoại gồm có sạc tiếp xúc nguồn điện, một pin phụ đi kèm. Còn đây là cáp kết nối USB cắm máy tính. Còn đây là sạc trên ô tô. Pin phụ đi kèm thì hầu hết chiếc Votoo chúng ta sử dụng thì với thời gian sử dụng pin khá là lâu, 4 đến 5 ngày. Do vậy là một quả pin đi kèm thì thường dùng cho những vị khách rất cần đến sử dụng với thời gian nhiều hoặc là đi công tác xa. Còn đây là nhân vật chính của chúng ta, chiếc hộp đựng điện thoại Votoo có tên là Vertu Signature Red Gold, hay còn gọi là vàng da đen. Như quý vị đã từng biết hoặc là đã từng quan tâm đến các dòng sản phẩm của Votoo thì trong thời gian qua thì hãng đã không còn giới thiệu cái bản brown gold, hay còn gọi là vàng nâu. Thì cái chiếc điện thoại đã vắng bóng trên thị trường khá là lâu rồi. Thì có khá nhiều khách hàng cũng như phản hồi từ phía khách hàng thì hãng nhận thấy là chiếc điện thoại vẫn được rất là ưa chuộng. Do vậy để đáp ứng được nhu cầu của khách hàng thì gần đây hãng đã ra mắt chiếc điện thoại Red Gold, hay còn gọi là vàng da đen này. Thì hôm nay TSmobile xin gửi tới quý vị bài giới thiệu chiếc điện thoại. Đây là một phiên bản nâng cấp của phiên bản trước, do vậy là máy nhìn đẹp hơn rất là nhiều. Các chi tiết là trên máy cũng được hoàn thiện và được hoàn thiện tỉ mỉ hơn, đẹp hơn. Da chúng ta sờ rất là thích tay. Các chất liệu sử dụng trên máy, cạnh viền thì đều được sử dụng bằng hợp kim của vàng, nhìn rất là sang trọng và đẹp. Đặc biệt là khi chúng ta mang ra ngoài ánh sáng thì nhìn rất cực kỳ sáng bóng. Còn vào những buổi đêm thì trên bàn phím cũng hiện lên những ánh đỏ như những hạt ruby ở dưới bàn phím, nhìn rất đẹp. Còn về chức năng của máy thì các phím bấm thì bên cạnh trái mình có một khe để một cái nút để cậy nắp sim. Còn đây là nút tăng giảm âm lượng. Bên phải có lỗ cắm để sạc, một nút gọi đến tổng đài Votoo. Trên đỉnh máy chúng ta có nút nguồn. Mình xin bật luôn. Bản giao hưởng huyền thoại trên những chiếc điện thoại Votoo và hầu hết vị khách nào cũng dùng. Đây, phía dưới bàn phím của chiếc điện thoại chúng ta có thể thấy nhìn rất là đẹp, như những hạt ruby lấp lánh trong ban đêm. Kể ban ngày chúng ta dùng thì cạnh máy thì lấp lánh, còn ban đêm thì bàn phím lấp lánh. Do vậy chúng ta dùng máy lúc nào cũng lấp lánh và đẹp. Màn hình thì ở phiên bản lần này màn hình nhìn rất là sắc nét. Dường như sau phiên bản nâng cấp này thì hãng đã trau chuốt tỉ mỉ từng chi tiết nhỏ nhất. Mặc dù máy đã hoàn hảo rồi, đến phiên bản này chúng ta thấy còn hoàn hảo hơn rất nhiều, đẹp hơn. Cầm đầm tay, chất liệu da tốt hơn, vật liệu làm lên máy tốt hơn, giao diện tốt hơn. Nói chung khi nhắc đến Votoo thì hầu hết chúng ta đều nghe đến từ đó là thương hiệu sang trọng. Thời lượng pin của máy sử dụng khá là lâu, 4 đến 5 ngày. Đối với những chiếc điện thoại smartphone bây giờ thì đó là điều không tưởng, chỉ có trong tương lai. Vâng, hiện nay thì TSmobile đang cung cấp sản phẩm và quý vị quan tâm có thể vào trang tsmobile.com.vn để biết thêm chi tiết. Cảm ơn quý vị và các bạn.